Vâng, Hoa Thép Việt xin chào các bạn. Sau đây tôi sẽ quay một nhịp của cái lan can trong nhà đó, nối liền với cầu thang dốc. Mộ này là bằng sắt 16, vuông 16, dày 1.2 ly, cán hoa văn 3D. Mộ mới 2020 của Hoa Thép Việt. Được sắt hộp, được cán nổi chìm kiểu dạng 3D, nhìn cho nó hơi đặc biệt và hơi khác biệt một chút. Với cái loại sắt hộp này làm tương đối cơ bản thì không có nhiều chi tiết nhỏ quá được, chủ yếu là tổng thể nó đơn giản nhưng mà cũng toát lên cái vẻ sang trọng. Đấy, các quý vị các bạn nhìn toàn cảnh nha. Xin chào.